đang làm gì nhỉ? Dạ em đang nghiên cứu kịch bản. Sao mặt buồn quá vậy? Tại vì em phải dịch kịch bản từ tiếng Việt đến tiếng Anh rồi từ tiếng Anh qua tiếng Hàn. Em rảnh. Tiếng Hàn thì chỉ nhớ khi xem phim Hàn Quốc xong rồi đi làm việc công tác nhiều ở bên Hàn Quốc thì cũng học được từ các bạn ekip Hàn Quốc thôi. Ví dụ như là câu xin chào giới thiệu bản thân mình nè là 안녕하세요. 나는 유니입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 나는 유니입니다. Tức là đây là tôi là Diệu Nhi đúng không? Yeah. Yeah. Rồi rồi đếm Hana Chu Se rồi Thanh Bi cùng ly mọi người. Mình không có nói trong lúc ấp đoàn mà Thanh Bi chung với Việt Nam về cái hợp đó rồi gì nữa Hải Chi Ma Billy Hồ Chí Mà là gì đừng có khóc. Rồi mấy cá là con trong Hàn Quốc mà. Oppa, già sen gà sẻ. Già sen gà sẻ. Wow. Mọi người hãy nhớ đón xem chương trình ăn đi rồi kể nha. Rất là ngon và chương trình cũng rất là vui và dễ thương đó mọi người. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe trò chuyện của Nhi.